vậy mà cấp vũ khí đến cao nhất Sài Gòn. Vũ Trí Academy hôm nay hướng dẫn các bạn cách kiểu tóc xoay bắt trung lên, tự cắt tóc tại nhà trong mùa dịch. Những cây nhà đã vườn là chúng ta tự cắt cho nhau để cho nó mát trong mùa dịch. Đây là xoay bắt trung lên, thường là bóng dân tay nhá, chạy thoải mái lên rồi mình mới chạy cái điểm này ra đây. Cái bát là bấm ngang như vậy nha, căng ngang ngay lỗ tai bấm. Bát thì tùy theo nhé, có người gọi là bát ngang, có người gọi bát thường, có người gọi bát vuông. Tùy theo cái địa phương người ta dùng từ. Rồi, bấm ngang như thế này. Chạy thẳng xuống nha. Thì các bạn sẽ chạy, bây giờ không chạy hết ra phía trước nữa, mà là chạy hết ra phía sau. Rồi tắt ở cái điểm này ra nè. Tóc dài thì mình không có thấy được cái chân tóc ở chỗ này nó nằm ở tầm nào, cao hay thấp, nên phải tắt ở cái điểm này ra để thấy được cái chân tóc nằm tầm nào, mình mới dăng từ điểm này lên tới trên đây. Nhớ đừng có dăng cao, đừng có bấm cao quá nha, thấp thôi, sát với cái dăng tay nhìn nó mới đẹp. Để tránh trường hợp khi tắm gội đầu là tóc nó rớt ra phía sau hay phía trước, nó không có bị dư và nó sẽ đi vào vị trí mình đã bấm kéo hết rồi. Rồi bây giờ chạy ra phía trước có không? Có ha, nó hết rồi nha. Nhớ cho thầy nha, lấy ngón tay này đỡ này, làm cái điện tử cho cái kéo nó vô đây để nó bấm dăng này. Đấy, cái mũi kéo nha, bấm một chút xíu rồi bấm XF1. Đừng theo dõi, nhớ đừng cao quá. Rồi, chỗ này thì bẻ cái dành tay xuống. Nếu các bạn không cầm kéo được như vậy thì cầm như vậy ha, cầm như vậy. Cắt. Cầm vậy. Cầm vậy. Còn như vậy nữa nè, nó rất là nhiều kiểu, nhưng mà mình chọn cái nào nó thuận tiện, nó phù hợp cho mình thì mình làm nha. Đây gọi là cái eo, đừng có bấm sâu quá nha, bấm vào trong quá nó mất cái eo đi, mất đẹp. Rồi, phần bên phải xong, phía sau gáy thì các bạn chạy thẳng xuống như vậy. Và các bạn bấm từng có bấm tới chân tóc nha, nó cao quá. Chân tóc nó nằm ở đây. Thì các bạn bấm ngay đây, tầm ngay đây, chấm ngang cái điểm này. Và nếu như các bạn không xác định được cái điểm nào cho nó đúng thì các bạn tắt nó ra ở cái điểm giữa. Để mình dễ biết nè, nó bao nhiêu bấm cái để làm cái điểm chuẩn, tạo cái điểm chuẩn. Thấy chưa, điểm chuẩn đã có nhưng mà bạn chưa tới chân tóc nha. Rồi, bấm từ đây qua điểm chuẩn này. Nếu kéo các bạn nó không đủ bén, nó cứ chạy tóc thì các bạn đặt lược xuống đè đánh về cắt là nó sẽ đứt hết, cho dù kéo lột nó không đứt. Rồi bấm ra từ bên phải thì bấm ra tới sau gáy nè ha. Rồi còn từ bên này cũng vậy, cũng bấm từ đây ra tới sau gáy luôn nha. Đừng có bấm từ dưới này lên trên đây nha. Bấm ngược lên thì nó hơi khó, nó hơi ngược tay cho các bạn sẽ không làm được. Nên các bạn cứ làm theo cách của thầy đi, từ đây xuống nó thuận tay ha. Bên này cũng vậy, giống như bên kia, chải đùa nào bên trước. Nhớ chừa cái bát này nha, nó to nè, nó lớn cái bát này. Ờ,
Rồi các bạn chạy thẳng xuống, cũng bấm từ điểm này ngang với cái lỗ tai này luôn, làm cái điểm chuẩn giống như bên kia, tránh trường hợp nó sẽ bị cao thấp nè. Rồi cái điểm này các bạn cũng tách nó ra nè, tách đôi ra để mình nhìn thấy được cái chân tóc nó nằm vào nào. Mình sẽ dăng từ đây lên hoặc từ đây xuống tùy. Đặt tay nhá, đừng bấm vô tay nha các bạn. Bấm vô tay mất tay thì bấm tay mới á. Rồi cái bàn từ đây ra đằng sau thì các bạn bẻ cái dành tay này xuống nè, đó chạm nhẹ nhẹ xuống ha. Cầm tư thế kéo như vậy. Lấy cái mũi kéo nhất XX1 để mình canh cho nó chuẩn. Các bạn chú ý trong những cái điểm đằng sau gáy á, góc vuông ở chỗ này thì cái bát cũng phải có góc vuông. Góc vuông ở đây với góc vuông ở đây nó phải liền trước và sau vậy mới đẹp. Đừng có bấm tròn chỗ này và chỗ này vuông, nó không có liền lạc với nhau nha. Trừ trường hợp như khách họ yêu cầu hay ai thích thì bấm tròn, còn không cứ để vuông như vậy ha, vuông vuông. Rồi xong cái phần bấm dăng tay này ha. Rồi giờ tới cái phần mà kéo lên cách ngọt cho nó mỏng bớt đi để nó dày lại. Thì các bạn để tay ngửa lên như vậy cách được thì cách, còn không thì úp tay lại nha. Đây, thầy sẽ làm 1-2 mẫu trước để cho các bạn cảm thấy cái này nếu mà dễ thì làm, còn không khó quá thì sẽ làm theo cách 2 của thầy. Cắt như vậy để cho nó mỏng tươi như thế này lên. Đây là cách 1. Rồi bây giờ tới cách 2 nha. Ốp tay lại thì các bạn phải cắt từ dưới cắt lên. Và ngửa tay thì các bạn lại phải cắt từ trên cắt xuống. Ở cái chỗ này là cái xoáy, nó rất là dễ bị bung lên, các bạn phải trừ dài ra như vậy nha. Ngắn quá nó bị bung á, nhớ. Vậy thì muốn nó dài thì làm sao, phải hất cái tay ra như thế này thì nó mới có cái độ dài ở cái điểm trên đó. Chạy cái phần máy ở trên các bạn chạy lật nó qua bên đây để các bạn bắt mũi cái điểm này cắt để cho nó khỏi bị phạm vào cái phần trên đó, nhập vô nha. Cái điểm nào đã cắt rồi nhập chung với cái điểm chưa cắt để làm ra cái điểm chuẩn, tạo ra một cái điểm chuẩn mình cắt nó mới chính xác được, nó không bị dài nữa. Cái phía bên trái là bắt mũi cách từ trái ra đằng sau rồi, còn phía bên phải cũng bắt mũi cách từ bên phải ra đằng sau luôn. Cắt nó kẹp, cắt mình nó mất hết máy, lát nữa xử lý tới cái phần máy sau. Đó, nhớ nhập chung nha, nhập chung với cái mũi cách rồi này, nhập chung với cái chưa cắt để căn cứ theo đó cho nó chuẩn, nó không bị trường hợp dài hay ngắn. Rồi,
cách thứ nhất, rồi tới cách thứ hai úp tay lại không có ngửa tay nó. Thì các bạn chọn cái cách nào dễ các bạn làm nha. Nhớ cái điểm này nha, nhắc lại lần nữa nè, giữ cái độ dài như vậy nha. Thì cái tay phải hất nó ra, cái điểm này hất ra ở dưới thu vô, xéo như vậy đó thì nó mới có độ dài, thì chỗ này nó không bị bung. Bây giờ tới phần máy thì các bạn sẽ xịt nước ướt và chải kéo đều tập đều ra phía trước, bắt đầu xử lý tới phần cắt máy nè. Rồi máy thì cắt tầm này nha, tầm này là vừa rồi, tùy theo khách họ thích dài ngắn, nhưng mà theo như thầy nghĩ rằng tầm này là rất là dễ chịu cho nhiều khách hàng. Giờ các bạn sẽ bắt cái mũi này ráp chung với cái điểm máy này cắt ra tới hình chương. Hồi nãy là cắt phía sau này, rồi ráp cái này chung với máy này. Cong nha, chỗ này cong vậy nha, cong lên. Chỗ này là điểm dài nhất của chỗ này ha. Đó, lấy cái điểm này làm cái điểm chuẩn. Rồi cái điểm chuẩn từ sau lên trước xong rồi nha. Bây giờ các bạn sẽ cắt như thế này, cắt từ trước đằng sau hoặc là từ sau lên trước cũng được nha. Đây điểm chuẩn này, cắt từ trên này cắt xuống này, ráp vô cái chỗ này nè, hoặc là các bạn cắt từ dưới cắt lên, cái nào các bạn hiểu thì các bạn làm. Đây, điểm chuẩn này, giờ chỗ nào cũng có điểm chuẩn hết rồi ha. Ở cái phần cắt ngọt là các bạn bắt mũi cắt ngang nha, từ điểm này lên trên đây, lên với cái điểm chuẩn trước là tới hình sau đã xong rồi. Rồi khi đã xong rồi thì bây giờ tới cái phần mình tẻ cái phần ngọt cho nó mỏng, nó nhọn, nó nhẹ bớt đi, đừng để nó dày quá. Đây là mới có chủ đề cắt ngang thôi. Tùy theo thể loại tóc nhá, tóc là mây hay tóc trung bình hay tóc mặn. Rồi nếu trường hợp như là tóc mây thì mình mới tỉa phần ngọn, mà là tóc mặn thì không nên. Tỉa thì nó có những cái cách tỉa như sau. Cách tỉa này là cách đẹp nhất, thì nó xuôi theo mặt tóc này, tóc nó rất là đẹp, nó rất là êm, nó không bị lõm tóc. Nhấp ít vào thôi nha, đừng có nhấp hết nha, nhấp hết là nó bị hư tóc. Thank you.
còn một cái cách này nữa nó đẹp, tóc đẹp, ngạt, nó hơi khó. Tuốt từ trăm bằng kéo tỉa, tuốt ra. Phần cắt ngọn và tỉa đã xong, bây giờ tới phần cạn nha. Dựa nha, lấy con dao này dựa vào cái ngón tay này, lấy ngón tay làm cái điểm tựa này, dựa vô này. Rồi, cái điểm chỗ này thì các bạn cầm dao kiểu nào cho nó thuận tiện thì thôi nha, cầm được như thầy thì cầm. Làm như vậy này, đó như vậy là dễ nè. Cứ lấy cái ngón tay làm cái điểm cho bạn nè, cho bạn dao nó vô này, căng cho nó chuẩn nè, nó không bị ló. Lúc nào cũng phải có ngón tay vừa vô nha, nhớ nha các bạn nha. Mà đặt dao vô là phải cạo liền nha, không có đặt dao vô da thịt mà để im như vậy là chảy máu á. Để hai ngón tay căng da ra ha, căng da trên dưới ra vậy. Cũng lấy cái ngón tay vô làm cái điểm tựa nè, ha, bảy vô. Rồi chỗ này thì các bạn cầm dao được như vậy thì cầm. Còn nếu không cầm dao được kiểu này thì các bạn cầm như vậy. Để cái dằn tay xuống, nhấc cái đuôi dao lên, lấy tí cái mũi dao để cạo mấy chỗ này thôi, cái điểm tròn này nè, dằn, nhấc lên ha, nhấc cao đuôi dao lên, đây là cái đầu dao. Rồi xong cái phần cạo viền nhé. Bây giờ tới phần sửa râu ria. Ở trên này gọi là ria nhé, ở dưới này là râu. Ở đây là vì khách này bắt tánh khu xóm bắt tánh thích cạo râu đi, không để râu. Thì ria lát nữa thầy sẽ chỉ cho cách sửa. Và trước khi mình sửa ria thì phải cạo xịt nước ở dưới này cho nó ướt trước đã, để cho nó thấm, lát nó mềm, mình cạo cho nó dễ trong khi mình sửa ria. Xịt như thế này hoặc là bôi về này, đó xịt cho tay, khoan đây để cho nó ướt này, ướt cho nó mềm râu đi. Sửa ria thì các bạn chải cho đều xuống bánh này. Các bạn lấy ngón tay đỡ cái đầu cây kéo cho nó vững nha. Và các bạn bấm sát dưới cái dằn môi, sát xuống hết cỡ luôn, đừng có bấm cao quá, nó hở dằn môi ra nhiều, nhìn nó không đẹp. Thường nằm ở ghế thì sửa dễ hơn, nhưng mà nhà các bạn không có ghế để nằm thì chỉ có ngồi như vậy thôi. Thì đó, thầy cũng đang làm theo cái cách ngồi luôn. Bây giờ các bạn tự làm tại nhà nhé. Lấy con dao nhá, dựa vào ngay cho cái gồ mũi nè để làm điểm tựa nè.
còn tay này căng xuống, lấy đi từng sợi một. Rê đã xong, bây giờ tới phần cà rốt. Thì nãy giờ mình đã cho nước cho rồi, bây giờ mình cho nước tiếp lần hai đó nha. Cho ướt vô, cho mềm, bây giờ đã làm mềm rồi đó. Nãy giờ thấm nước mềm rồi. Thì ở nhà các bạn đâu có kem cạo, đâu có gì đâu, giống như ở tiệm đâu, chỉ có nước thôi mà. Nước thôi thì bây giờ chơi theo nước này. Các bạn cạo xuôi xuống nha, đừng cạo ngược lên nha. Cạo từ đây, xuôi xuống như thế này. Lấy cái món tay là căng da nha, căng da kéo căng ra, cào, cào xuống. Chỗ nào cũng phải căng hết. Đó, bây giờ nó rất là mềm. Nước nó thấm vô nhiều cũng mềm, cào nhẹ nhàng hơn. Bên này các bạn cũng cào xuống giống như bên kia luôn. Điểm ở chỗ này thì các bạn căng hai ngón tay bên này căng ha, căng da và căng ngang qua. Rồi chỗ này thì các bạn căng như thế này, dựa vô ngón tay này. Đây là kiểu tóc xe bắt trung niên, chỉ cần một cây lược và một cây kéo thôi là các bạn đã cắt được như vậy rồi. À, chúc các bạn cách thành công Vũ Trí Academy. Chân thành cảm ơn các bạn. Nếu bài cảm thấy có hay, các bạn nhớ like và chia sẻ cho nhiều người được biết và chúng ta cách thực hiện những kiểu tóc tại nhà trong mùa dịch này. Xin cảm ơn. Vậy 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 vậ